họ rõ ràng có thể duy trì một nhịp độ thi đấu, một cách thức thi đấu để đảm bảo tốt hơn khi đã dẫn tới 3 bàn. Đáng tiếc là bây giờ lợi thế dẫn trước tưởng như là vững chắc lại không được duy trì tốt. Căng thẳng giữa Nguyễn Phong Hồng Duy và Hoa Hùng đối với hậu vệ của Than Quảng Ninh không cần thiết phải có những phản ứng như vậy, đặc biệt khi anh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và hơn thế nữa thì Than Quảng Ninh vẫn đang bị dẫn trước với cách biệt là một bàn. Trước khi diễn ra những pha va chạm này thì trọng tài Trường Vũ đã cắt còi. Hồng Duy đẩy tốc độ trận đấu lên cao không phải là một giải pháp hay. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ phạt nữa. Thẻ vàng dành cho Hoa Hùng. Đây là pha phạm lỗi với Nguyễn Phong Hồng Duy, người mà trước đó Hoa Hùng đã có tình huống va chạm ở sát đường biên ngang.